Đấu La Lại Lục phần 2 tập 817, Vũ Hồn Bạch Hổ biến dị phần 3, tuyệt thế đường môn. Tinh bạo là thuần túy công kích hồn kỹ, công kích y năng rất mạnh, một khi mà kích nổ tạo bạo tàng lỗ tung, lực có thể so với vạn năm hồn kỹ, lực phá hoại là tương đương cường hãn. Đối mặt với tinh bạo, Vũ Hạo không hề sợ hãi, hắn có tinh thần dò xét khống chế toàn trường, Hứa Vân bất luận cái gì hồn kỹ ra tay đều trốn không thoát khỏi hắn dò xét. Mắt thấy tinh đoàn hướng ở phía tự bạo bay đến, Vũ Hạo trong mắt dị quang lóe lên. Hứa Vân chỉ cảm giác phảng phất đột nhiên bị choáng một thoáng, rồi một phát này tựa như là ngay trong nháy mắt. Vũ Hạo tay phải hướng phía tinh đoàn một chiêu này, tinh đoàn lập tức xả tốc phi hành. Ngay sau đó tay trái làm ra một cái chạm kích, động tác có một lực lượng vô hình. Dĩ nhiên cũng như vậy cắt đứt Hứa Vân cùng với tinh đoàn ở giữa liên hệ. Vũ Hạo cũng không để cho tinh đoàn đụng chạm lấy mình, hai tay trên công chúng tinh xảo dẫn động. Dẫn động này, tinh đoàn này vây quanh thân thể của mình xoay quanh. Một màn này nhìn Hứa Vân trợn mắt há hốc mồm, nàng hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng rằng một cái vũ hồn đều là không có, hoặc như là nói là không có thả ra ở trên người, lại có thể dùng lại phương thức này đối kháng với tinh bạo của mình. Điều này sao có thể? Sau một khắc này, nàng liền thấy Vũ Hạo ở trong tay khống chế được ánh sao đoán. Đột nhiên trước mắt của mình phóng đại, cơ hồ là trong chớp mắt. Vậy mà tướng tinh bạo đã trở về, đúng là lấy đạo của người trả lại cho người. Hứa Vân kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, Vũ Hạo suy đoán chính xác, lăng nào tinh nào đế quốc tiểu công chúa, thừa nhỏ huynh tỷ yêu thương, nào có nghĩ rằng nghi thức cơ hội xuất thủ. Hôm nay tới quân doanh tham gia quân ngũ cũng là chính nàng yêu cầu. Liên viên quốc xuất lực không chịu nổi, nàng không ngừng khẩn cầu, Hứa Kiều Kiều phải đè muội muội bỏ vào trong quân sự bị quân đoàn bên này. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần công trên chiến trường, Hứa Vân chơi một thời gian ngắn tránh ngắn quân đoàn, sinh hoạt là sẽ quay trở về. Nhưng mà ai biết rằng Hứa Vân đối với quân đoàn lại là rất thích thú. Ở chỗ này đã mấy tháng thời gian, ý tứ trở về đều không có. Quân dự bị quân đoàn bên này rất là an toàn, Hứa Kiều Kiều tự nhiên cũng sẽ không lo lắng cho mỗi muội, cũng theo nàng mà đi. Lúc này Hứa Vân chứng kiến Vũ Hạo cho thấy thần kỳ, do đó đứng tại chỗ sững sờ, mắt thấy tinh bạo đã đến trước mặt của mình. Vân Nhi coi chừng! Một bên Đới Lạc Lê thấy thế kinh hãi, vội vàng lần lứa thi triển xạ bạch hổ kim cương biến, một cái hổ phác lúc này chắn trước mặt của Hứa Vân. Vũ Hạo âm thầm lắc đầu, tiểu tử ngốc này đâu cần phải trực tiếp đối kháng với hồn kỹ cơ chứ. Trong khoảng thời gian tiếp xúc, hắn đối với Đới Lạc Lê vẫn là rất thích đệ đệ của mình, mặc dù có chút bướng bỉnh nhưng tâm địa là lương thiện. Tinh đoàn sắp tới đem chúng mục tiêu là Đới Lạc Lê nháy mắt này, đột nhiên chọn ở trên thiên không phi lên, ở trên không trung lổ tung, tản mát ra một đoàn kim sắc quang chóng mặt. Hứa Vân cái này mới là phản ứng được, giang hai cánh tay ra ngăn cản ở trước mặt của mình. Đới Lạc Lê đáy mắt cũng không khỏi toát ra một tia cảm động. Đang lúc này đấy, lão đột nhiên chứng kiến Vũ Hạo xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt đã là chạy ra hơn 10 mét. Bên ngoài dù là thanh âm của hắn cũng là từ từ đằng sau truyền đến. Động tiếng lớn như vậy còn không mau chạy đi, không sợ bị quân pháp đội người là thu thập hay sao? Đới Lạc Lê cũng kịp phản ứng, xoay người ánh mắt phức tạp nhìn về Hứa Vân, đuổi theo Vũ Hạo chạy đi. Tại chỗ của Hứa Vân đứng ngẩn người ở chỗ đó, chuyện đêm nay đối với nàng mà nói, trùng kích thật sự là quá lớn. Nếu như không phải là Đới Lạc Lê, vừa rồi tinh đoàn có thể hay không rơi vào trên người của mình. Chính nàng quen thuộc nhất công kích uy lực của mình, cái tinh bạo cường độ đủ để cho nàng bị thương nặng cũng là đúng rồi. Đến tới cùng người kia là ai vậy? Vì cái gì không có vũ hồn dưới tình huống này lại có thể dẫn sắt đạo mình tình báo? Trở lại xoanh ra trái, Vũ Hạo lặng yên chui vào trên sướng, mặt không đỏ, hơi thở là không gấp. Đới Lạc Lê so với hắn trở về muộn trong một giây lát, nhưng hắn vẫn chưa trở về chỗ nằm, ngược lại là đi vào chỗ Vũ Hạo ở bên này. Cảm ơn, nhìn Vũ Hạo, Đới Lạc Lê có chút chật vật nói ra hai chỗ này. Vũ Hạo liếc mắt nhìn hắn, cảm ơn cái gì? Cảm ơn tao đánh người sao? Đới Lạc Lê xấu hổ thấp giọng rồi nói, ngươi biết ta không phải nói cái này mà. Vũ Hạo ha ha cười rồi nói, mau đi trở về, mình tưởng tranh thủ sớm ngày đã là đánh bại ta đi, ngươi cũng không cần bị tội đâu. Được rồi, xuất kỳ, lần này Đới Lạc Lê không có phản bác, không biết là đã quên thế nào. Tự động đi trở về chỗ nằm thượng khoanh chân ngồi xuống, Vũ Hạo trượt vào ổ chăn, thư thương phục phục nằm ở trên tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn cũng không sợ Hứa Vân đi báo cáo với hắn, vì sao cũng tương đương với tố cáo Đới Lạc Lê, huống chi hắn căn bản cũng không có biểu lộ ra hồn sư tu vi, cho dù là Hứa Vân là doanh đoàn trưởng cũng muốn là giảng đạo lý đúng không? Đới Lạc Lê ngơ ngác ngồi ở trên giường, cả buổi không cách nào bình tĩnh. Nhớ lại phía trước phát sinh ra hết thảy, hắn đột nhiên phát hiện ra kết quả kia tựa hồ là tốt nhất. Mình bị Đường Đống đánh, Vân Nhi trước mặt thật là xấu hổ chết người ta rồi, còn có thể cùng với Vân Nhi tứ hoàn tu vi cũng đã thua bởi vì Đường Đống.
Ý nghĩa cũng không phải mình quá yếu, hắn lần thứ nhất cảm thấy Đường Đông tựa hồ cũng không phải là chán ghét như vậy. Nhất là cuối cùng trông có vẻ là tình bạo này, rõ ràng Đường Đông khống chế được mới là không có rơi vào trên người của hắn. Nếu không coi như là vào với Bạch Hổ Kim Cương Biến trạng thái này, Hứa Vân tứ hoàn tu vi, hắn cũng sống vậy là phải bị thương. Vân Nhi, ta có phải hay không cách người càng ngày càng xa không? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai ngày huấn luyện tiếp tục, Hứa Vân cũng quả nhiên là không có báo cáo phía của Vũ Hào. Hết thảy như cũ cũng là một ngày huấn luyện học tập. Các tân binh như trước mệt cũng là chó chết, tựa như là tân binh ngày 3 tháng huấn luyện cường độ, thế nhưng đang không ngừng tăng cường. Đi thôi, nhìn về phía bên ngoài sắc trời đã tối xuống, Đới Lạc Lê chủ động tới bên cạnh của Vũ Hào rồi nói. Sao? Hôm nay là thế nào vậy? Vội vàng như vậy sao? Đới Lạc Lê hơi đỏ mặt thấp giọng rồi nói. Ngươi có đi hay không đấy? Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, có người muốn bị đánh đương nhiên là chuyện tốt rồi, đi thôi. Vừa nói, hắn đứng người lên, đi theo Đới Lạc Lê cũng ra bên ngoài. Ra doanh trại, Đới Lạc Lê hướng mọi người lờ nhìn cũng là không thấy cái gì cả. Trong nội tâm lập tức có chút mất mát. Người vào doanh trưởng trước kia nhận thức chứ? Vũ Hạo mất màng xảo hoạt nhìn hắn thấp giọng hỏi. Ừ, Đới Lạc Lê cười xấu hổ rồi nói, chúng ta là thông gia, chỉ là nàng là con vợ cả, ta là tứ xuất địa, vị có là chênh lệch. Ta từ nhỏ đã thích nàng, thế nhưng mà thiên phú của ta không tốt. Vô luận cố gắng như thế nào, tu vi thủy chung đuổi không kịp nàng. Vũ Hạo bật cười rồi nói, ngươi ngược lại là thẳng thắn đấy. Đới Lạc Lê xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói, đã biết rõ người sẽ ăn diễu cợt ta, ta biết ta vừa cùng với nàng kỳ thật là không thể nào vô luận năng lực, vẫn là địa vị nữa. Người chút tiền đồ này, Vũ Hạo kinh thường rồi nói, Đới Lạc Lê lập tức hài lòng đấm rất nhanh, xuất thân không tốt có biện pháp nào đây? Vũ Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn rồi nói, nếu như người cũng chỉ là có loại tầm tính này, như vậy đời này người đúng là không có hy vọng trở về rồi. Loại phế vật này ta đều là chẳng muốn đánh. Dứt lời hắn vậy mà xoay người hướng doanh trại mà đi. Người, Đới Lạc Lê bước nhanh về phía trước, ngăn chặn Vũ Hạo lại, gầm nhẹ rồi nói, ta không phải là phế vật. Vũ Hạo kinh miệt rồi nói, cam chịu đi, không còn không phải là phế vật, anh hùng không hỏi giá chỗ, từ xuất phát làm sao đấy. Ta hỏi người một vấn đề, liệu có một ngày người trở thành phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la, ai sẽ quan tâm tới người là xuất thân từ đâu? Người bây giờ hết thảy không như ý, chỉ có thể là đổ cho một vấn đề, đó chính là người không đủ cố gắng. Đới Lạc Lê ngẩn ngơ một lúc rồi đúng vậy, liệu như mình là phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la, ai còn không biết rằng bắt nguồn từ mình ở đâu, ai còn quan tâm rằng mình là xuất phát ở đâu, thế nhưng mình thật sự có thể trở thành phong hào đấu la hay sao? Vũ Hạo lạnh nhạt rồi nói, nghĩ thông suốt chưa? Đới Lạc Lê trong mắt hào quang bỗng nhiên trở lên cường thế rồi nói, ta nhất định là sẽ cố gắng đánh bại người. Vũ Hạo nhẹ gật đầu rồi nói, được rồi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ thu hồi lại lời nói ngươi là phế vật, nếu không ngươi chính là một cái phế vật đó, đi thôi. Dứt lời hắn lúc này mới quay người hướng phía võ đài phương hướng mà đi, dạy bảo đồ đệ thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Có điều không biết là vì cái gì, Vũ Hạo có chút thích thú. Cảm giác từ khi Đồng Nhi cùng với Thù Nhi lần lượt gặp chuyện không may, sau đó tâm tình của hắn ngược lại giỏi hơn rất nhiều. Rất nhanh, hai người lần nữa đi vào trong võ đài. Làm cho Đới Lạc Lê vui mừng chính là Hứa Vân vậy mà trở lời đó, đôi mắt dễ thương hàm ý, khuôn mặt vẫn là phát lạnh. Vân Nhi, đã gặp lại nàng. Đới Lạc Lê tới là tức cao hứng kiêng kêu một tiếng, rất nhanh chạy tới. Hứa Vân trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói, đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không cho phép ngươi kêu ta là Vân Nhi, chỉ có ca ca, tỷ tỷ mới có thể gọi ta như vậy. Đới Lạc Lê chỉ trẻ, bất đắc dĩ rồi nói, được rồi, Hứa Vân. Hứa Vân vang lên, ngày hôm qua hắn làm việc nghĩa không được là chuồn bước, ngăn cản trước người của mình, ánh mắt không khỏi nhu hòa vài phần, rồi nói, các người mỗi ngày đều tới nơi này tu luyện hay sao, hẳn là chuyện gì xảy ra, không phải hồn sư gia hỏa này, làm sao lại hại như vậy. Đới Lạc Lê cười khổ rồi nói, ta là biết rõ cũng sẽ không bị hắn đánh đâu. Hứa Vân tức giận rồi nói, thật không có tiền đồ, để cho ta tới ngày hôm qua thì là ta kinh thường, hôm nay ta xem ta là trừng trị hắn đây. Vừa nói, lăng từ trước mặt của Đới Lạc Lê đi ra bên ngoài, hướng phía Vũ Hạo là nghênh khứ. Đới Lạc Lê sở lên mũi, đột nhiên nghĩ đến lý do tương tự, mình tự hồ là đang bị Vũ Hạo là đánh lần thứ nhất, sau đó cũng là đã nói thế, nhưng mà về sau Lê bị đánh tới một tháng liền. Vừa nói, Hứa Vân đã hướng phía của Vũ Hạo đi đến, lăng trên miệng mặc dù nói tốt hơn nhưng mà chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng trong ánh mắt có thể nhìn ra, hắn rất xem trọng trận chiến trước mắt này. Ngày hôm qua bại bởi Vũ Hạo, còn suýt nữa là bị thương nặng, bị nàng coi vô cùng là nhục nhã, nếu không nàng cũng sẽ không tìm tới. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng quần thân. Hai tay vây quanh trước người, hàm hước rồi nói,
Hi hi, hy vọng rằng người hôm nay không dùng tấm khiên thịt kia đến bảo vệ người mới tốt. Người, Hứa Vân giận dữ, vừa muốn nói cái gì đó, khoảng cách nàng cách đó không xa, Vũ Hạo đột nhiên một động chân trái lên mặt đất, đột nhiên mà đạp mạnh một cái, cả người giống như là mũi tên thông thường hướng phía của Hứa Vân vọt tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Hứa Vân trong nội tâm rùng mình, ngày hôm qua nàng cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý mà là bị tổn thương nặng, bụng hôm nay còn có chút đau nhức. Lập tức Vũ Hạo đột nhiên phát động, nàng lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời phóng xuất ra tinh quang vũ hồn. Từng đạo tinh quang nhanh chóng theo sau quang thượng bắn xa như là điện, thẳng đến phía của Vũ Hạo phủ tới. Nhưng khiến cho nàng tràn ngập cảm giác bị thất bại chính là Vũ Hạo đối với nàng, ánh sao quang giống như là miễn dịch tự nhiên vậy. Bình thường thủy hí công kích của nàng cỡ này dày đặc, cũng giống như là quỷ mị bình thường tránh xa phẳng phất của nàng. Tinh quang cũng không bắn ra, hắn cũng sự phán đã là đến ánh sao. Vị trí cụ thể khoảng cách giữa hai người bằng tốc độ kinh người mà khép gần lấy. Am hiểu công kích từ xa hồn sư sợ nhất là cái gì? Sợ nhất chính là động đối thủ cận thân. Hơn nữa, Hứa Vân hôm nay lần nữa khiêu chiến với Vũ Hạo cũng là trải qua một ngày nghỉ sâu tinh kỹ. Đối với thực lực của Đới Lạc Lê, nàng rất rõ ràng. Đới Lạc Lê bị Vũ Hạo đánh thảm như vậy thì không chỉ là ngẫu nhiên. Mặc dù nàng ngoài ý muốn phát hiện, nhưng rất rõ ràng Đới Lạc Lê bị Vũ Hạo đánh đã không phải là lần một lần hai rồi. Đới Lạc Lê bạch khẩu vũ hồn mặc dù cũng không thuần túy, thuộc về biến dị vũ hồn, nhưng thực lực như trước không yếu. Thuộc về cận chiến cường công hệ chiến hồ sư, tuy nhiên nàng là tứ hoàn tu vi. Đới Lạc Lê chỉ là tam hoàn, nhưng song phương đều phóng xuất ra vũ hồn dưới tình huống luận thân thể năng lực, nàng tự nhận rằng vẫn là không bằng Đới Lạc Lê. Bởi vậy, Đới Lạc Lê bị Vũ Hạo cận thân cánh không được.